Khi nắng phai nhạt khu vực sân, tim nghe nao nao trong lòng dần nhớ em. Em hỡi, khi lòng rót yêu, đêm trong câu đơn là lúc dạt dào ngàn tin yêu. Người yêu ơi, dòng trong tim yêu em lòng không phai. Contestants number 5. My chosen proverb is Tuy rằng xứ Bắc xứ Đông, khắp trong bờ cõi cũng giàu anh em. This translates to no matter where you're from, we are all brothers and sisters to one another. Look beneath you, we all walk the same soil. And look up above, we all share the same sky. We may not laugh at the same joke or share the same taste in food, but one thing that unites all of us together is humanity. This trait has long been rooted in us since the beginning of time. Take Vietnamese history, for example. Empress Y Lan passed laws to abolish the oppression of women, loving strangers like her own family members. Living in the present, us too can be the heroes of our time. We can volunteer our time at a homeless shelter or help out at community events like Big Fest. Like a supernova that lights up the world, like a supernova that lights up the world and create new stars, us too can illuminate the world with one simple act of kindness to inspire the next generation. Thank you. Go Ca Dao, sorry. I'm going to translate to Vietnamese. Câu ca dao của em có nghĩa là tuy rằng mình là ai, từ đâu đến, thì chúng ta đều là đồng bào, là ruột thịt với nhau. Hãy nhìn xuống, chúng ta cùng bước chân trên một mảnh đất. Và nhìn lên trên, chúng ta cùng chia sẻ một bầu trời. Có lẽ chúng ta không cùng thích chung một món ăn và cũng không ăn mặc giống nhau, nhưng điều mà luôn đoàn kết chúng ta lại là lòng yêu thương. Từ cổ chí kim, sự nhân đạo này đã ăn sâu trong mỗi con người chúng ta. Giống như là trong lịch sử Việt Nam, Thái hậu Ý Lan chuộc thân cho những người nghèo, thương dân như người nhà của mình. Ở hiện tại, chúng ta cũng có thể trở thành anh hùng của thế hệ mình. Mình có thể giao cơm cho người nghèo hoặc là giúp đỡ cộng đồng ở những sự kiện như là Việt Fest. Như một siêu tân tinh chiếu sáng vũ trụ và tạo nên những ngôi sao mới, chúng ta cũng có thể chiếu sáng thế giới và tạo thành gương sáng để cho thế hệ sau noi theo qua những hành động nhỏ nhoi của ta. Em xin cảm ơn. Xin cảm ơn Cảm Trang Huỳnh. Number 5.
Next, please welcome Chris Tucker. Số 7. Câu ca dao mà em thấy có ý nghĩa nhất trong đời của Linda là câu uống nước nhớ nguồn. Good evening everyone and good evening judges. Welcome to Miss VFS 2016. My name is Linda Nguyen and I'm your contestant number 7. The proverb that I have felt that has had the most significance in my life is uống nước nhớ nguồn. This roughly translates to when you drink the water, remember the source that it came from. To me, this is a reminder to never forget those who got me to where I am. I'm usually very introverted. I would have never thought to do Miss VFS, but I'm thankful to be here with the support of my friends and family to showcase Vietnamese culture. My friends and family have got me to where I am, and I would not be the person standing before you without them. I'm appreciative and thankful for their endless support and love. My friends and family are who I lean on. They are my source, and I love them. Thank you. Linda Nguyễn, và chúng tôi xin được phép thưa đến tất cả quý vị câu thành ngữ này Linda muốn được nói đó chính là trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau. Hello and good evening everybody and judges. My name is Brina Trung and I'm contestant number 8. My proverb is Cái nát tan chát cái đẹp, which is the English equivalent of don't judge a book by its cover. This pageant is not only about beauty, but also about the representation of the Vietnamese community and what we are capable of doing. Everybody here competing today is both beautiful, but also intelligent and natural-born leaders. Earlier this summer, I went to Nicaragua, a third world country, and acted as a doctor. The entire country only had 8 doctors and 1 x-ray machine. There, I was able to give people the treatment that they've been waiting for months. Not only that,
Everybody here, also in the crowd, is beautiful. And we are capable of doing so much more, like I plan to this future. Thank you. Come on. Quý vị khán giả, xin chào bạn giám khảo. Em tên là Teresa Hoàng và em là thí sinh số 9. Hello everyone, good evening judges. My name is Teresa Hoàng and I'm contestant number 9. The proverb I chose from my loving friends and family that it's okay to fail so many times and it's okay to feel broken inside because nobody's perfect. However, it's not okay to give up on yourself. If you want something so bad and you're so passionate about it, don't be afraid to get back up and try again. Commit, show persistence, and be confident in yourself that you can go beyond all limits. Thank you. Cảm ơn you. Xin cảm ơn Teresa Huỳnh. Thưa quý vị, và Teresa đã chia sẻ rằng nếu như mình có quyết tâm đạt những điều gì đó thì mình sẽ làm được. Và câu thành ngữ này đã cho Teresa thấy được rằng trên con đời, con đường mà em đi chắc chắn sẽ có rất nhiều thử thách và trở ngại phía trước. Tuy nhiên, cô học được rằng thất bại là chuyện bình thường, miễn là mình không được bỏ cuộc. Và nếu muốn đạt được mục tiêu thì hãy cứ làm đi. Đừng chờ đến ngày mai, quyết tâm, kiên trì và hãy tự tin ở bản thân. Xin cảm ơn Teresa. Last but not least, join me to welcome Kiana Chen. Good afternoon, ladies and gentlemen. Good afternoon, judges. My name is Kiana Trang, and I am contestant number 10. The Vietnamese proverb that is most important to me is Got Chi Thi Nan. In English, that would be, where there's a will, there is a way. This is that determination can overcome any obstacle, that if you believe, you can achieve. This truly resonates with me as an Asian American because it's ideal that I'm able to speak both English and my native language, which in this case would be Vietnamese.
It's logical, right? Being able to speak English is a necessity that allows you to communicate with the everyday population. That's why it's taught in so many curriculums around the world. Being able to speak Vietnamese allows you to communicate with your community and, most importantly, your family. When I was younger, I was fluent in both English and Vietnamese. But as I grew older, I stopped speaking Vietnamese because it was no longer a necessity since all of my friends and classmates spoke English. It wasn't until recently that I realized the true importance of my heritage and what I had lost. It was when I was trying to speak to my grandmother. I didn't know a certain word in Vietnamese, and I wanted to ask her a question. So I turned to one of my aunts, and I asked them how to say it. And that's when it struck me. I'm an adult of Vietnamese descent, and I can't even communicate with my own grandmother. And that's when I realized that I felt like an imposter in my own skin, an invalid Vietnamese woman. What does that have to do with the proverb that I have chosen? I began relearning the language through music, friends and family, and the internet. I surrounded myself with people who I knew were more than willing to help me through my journey. I am determined to regain the culture that I have lost. With that being said, Kiana xin cảm ơn cộng đồng người Việt đã dành thời gian quý báu đến dự Miss Việt Fest 2016. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn Kiana. Kiana xin được chia sẻ tới tất cả quý vị đó chính là ý nghĩa của câu tục ngữ này. Đó là ý chí thì ta sẽ vượt qua được mọi trở ngại. Và nếu là có lòng tin thì chúng ta sẽ thành công. Câu thành ngữ này thực sự có ý nghĩa đối với cô là một người Mỹ gốc Việt. Tất nhiên là cô phải biết nói cả hai ngôn ngữ Việt Nam và Mỹ, đúng không ạ? Tuy nhiên khả năng giao tiếp bằng tiếng Mỹ rất quan trọng, nên nhiều quốc gia đã đưa ngôn ngữ này vào chương trình học. Và nói được tiếng Việt sẽ giúp cho bạn có nhiều nói chuyện được với gia đình và cũng như là cộng đồng xung quanh. Khi còn nhỏ thì cô có thể nói được tiếng Việt Mỹ. Tuy nhiên khi dần lớn lên thì cô đã dừng sử dụng tiếng Việt, bởi vì tất cả các bạn bè cùng lớp đều nói tiếng Mỹ. Và cô đã biết tầm quan trọng của nguồn gốc Việt Nam và những gì mà cô đánh mất cho đến khi nói chuyện với người bà của mình. Và bà có thể nói và hiểu tiếng Mỹ, tuy nhiên sẽ thấy tự nhiên hơn nếu nói tiếng Việt với bà. Lúc đó, mỗi lần mà Kiana muốn hỏi một điều gì đối với bà thì không biết từ đó trong tiếng Việt là gì. Thế là cô phải quay sang để nhìn gì và hỏi làm sao để nói từ đó. Và cô chợt nhận ra là một người Mỹ gốc Việt trưởng thành lại không thể nói tiếng Việt với chính bà của mình kể từ ngày hôm đó. Cô nghĩ rằng mình chưa thực sự là một người phụ nữ Việt Nam. Tuy nhiên, cô đã bắt đầu học tiếng Việt qua âm nhạc, internet, bạn bè và gia đình, gặp gỡ những người để có thể sẵn sàng giúp cho mình trong hành trình tìm lại ngôn ngữ Việt. Có chí thì nên. Okay, well, now let's bring back all of the beautiful contestants from Ao Dai Proverb section. Please, contestants, join us on the stage. Thưa quý vị, xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta cùng chào đón tất cả các thí sinh quay trở lại sân khấu. Thật lớn nữa cho tất cả các thí sinh trong ngày hôm nay ạ. Please give a round of applause to all of the contestants from today. Thank you, ladies. Who will be in the top five? Who will be in the royal top court five this year? Just give it. So who is it going to be? Shout out your guesses! I think I heard just about every name out there, including a couple I haven't heard. Steve? I will do this really quick. Who are here to support for contestant number one? I
Number two. Number three. Number four. Number five. Number six. Number seven. Number eight. Number nine. Number ten. Okay. All right. And you are here to support for all of them. Great. Okay. We've kept you waiting long enough. I think it's time to announce the top five. Yes. Just a second. We will keep you in suspense for a little bit longer because what would it be without suspense, right? Were you here yesterday for Mr. Big Fest? What did I hear? Did you I was here at Mr. Big Fest. All right. I saw some amazing things. I heard that there's something strange this year. Mr. Big Fest was not tall, handsome. What? I thought they were all quite attractive in their own ways. Every person is unique. They have very great qualities that they were able to show off on the stage. That's why. Then I like his introduction that, you know, he wants to be here in Mr. V Fest competition because he wants to prove one thing that. And then the first one, I don't think we have it. Contestant. That. The first one is contestant number 11. Number 10, Tiana Jack. Then, number 10, Teresa Huang. Number 9, Teresa Huang. Number 5, Gav Jun Hoon. Number 7, Linda Nguyen. Beautiful tonight. Let's hear your guesses number for the last one. Number. Number one. Yeah. 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 Well, it is number 8. Yeah. Rita Jones. Congratulations to the top 5. All of you ladies did an amazing job. They put so much hard work, sweat, tears, and broken heels into this event. Give it up one more time for your top 5 and all of the beautiful contestants from tonight.